trung tâm gọi đồ hàng nghe rõ trả lời. Báo cáo, đồ hàng nghe rõ. Ở đó thế nào? Báo cáo trung tâm, ở đây yên nắng, ở đấy thế nào? Trời ơi, ở đây cũng yên nắng lắm, không có gì cả. Báo cáo, có một đối tượng từ xa đi tới, dáng vẻ rất khả nghi, đề nghị trung tâm cho ý kiến. Đưa ngay một đối tượng chân dài ra, dùng mọi cách để đưa ngay vào chỗ bán hàng. Báo cáo, có cá đã cắn câu. Thế nào rồi? Cá đã cắn câu. Tốt. Đối tượng đã lấy hàng, mua một thủ pháo, hai quả ngư lôi. Tốt, chuẩn bị chém. Này, ai đấy? Ai đấy? Ôi, chị đây. Chị nào? Chị mây đồ tể đấy mà. Ra đây. Ôi ôi, sao trông chú nó lại tệ bạc thế này? Hả? Gơm, mây đổ tẻ, làm hết cả hồn đến kính đen xì trong cái như là hoạt động, làm cái gì mà như là hoạt động gián điệp thế? Khổ quá, chị đang chỉ đạo mấy cái hàng thịt bên kia đường để xem nó thế nào. Chỉ đạo thì phải ra tận nơi mà chỉ đạo chứ lại dùng bằng bộ đàm. Ô hay, thế chú không biết hôm nay là ngày gì à? Hôm nay ngày mùng 1 à? Từ sáng đến giờ toàn có mấy bà buôn mua thôi, có ai là bán lẻ mua được đâu. Mùng 1 thì làm sao? Thế mùng 1 thì người ta cũng phải nấu nướng, cũng phải băm chặt. Chứ tôi chưa nghe thấy ai người ta bảo mùng 1 ta kiêng thịt lợn. Ô hay, không phải là kiêng thịt lợn mùng 1, mà là mùng 1 mua bán rồi để mặc cả nó khó lắm, chú không hiểu. À, tôi hiểu rồi. Gớm, chị thì đánh đá chuông hoa số 1 cái chợ đấy thì ai người ta còn lạ gì? Ai ta dám cãi nhau với chị? Chú lạ gì? Bố mẹ tôi đặt cho tôi tên là Mây. Cái tên nó hiền lành, dịu dàng vâng. Như thế. Mây lang thang. Thế mà có một cái đứa nào đấy nó ác mồm, nó lại đặt cho tôi là Mây đồ tể. Thì người ta sợ chị thì người ta gọi chị là đồ tể là đúng rồi. Ô hay, tôi làm cái gì người ta mà người ta sợ tôi? À, nếu có cáu một tí thì tôi chỉ nói to, quá to. Thế mà cáu thêm tí nữa thì tôi vung tay đá chân lại. Thôi, bao 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 lại ngay. Dáng hoành tráng chưa? Bây giờ xăm trổ đầy người, cả một vườn bách thú trên người thế kia. À, dáng thì như thế này, như tạc của thế kỷ thế này. Thế tôi hỏi chị nhá, thế trước lúc chị vung chân vung tay ấy thì chị đang làm gì? Đang thái thịt. À, chị thái thịt bằng gì? Bằng dao. Đấy, tay chị lăm lăm con dao như thế này nhá, xong chị vung chân vung tay thế này thì khác gì chị dọa chém người ta. Ta gọi là đồ tể là còn tự ái. Chú Bơm ơi, tôi chết. Ôi, làm sao thế này? Hả? Ôi, ngồi đây. Quá cái chuyện này. Đây, khổ quá, làm sao thế hả? Bị xe nó tông à? Không, đi trên vỉa hè, xe gì tông. Thế thì làm sao? Hay là bị chúng nó đánh ghen nhầm? Chú buồn cười nhờ, bằng lần này tuổi đầu yêu đương gì đâu mà đánh ghen. Thế thì khổ quá, thì tóm lại là bị làm sao? Làm sao? Tôi vừa mới ở trong chợ ra. À. Ôi giời ơi. Thảo nào. Đi chợ là thế đấy. Đúng rồi. Đấy. Em đây này, vừa mới chiều hôm qua cũng đi chợ đây này. Vào nơi phát đi một vòng phát là chạy mất dép, có mua được cái gì đâu. Tôi có đi chợ bao giờ đâu. Ở nhà bà ấy đi chợ. Hôm nay bà ấy mệt, bà bảo thưa ông xách làn ra chợ. Mà dặn ra ngay đầu chợ ấy, gặp cái cô bán hàng rau mà tóc ngắn ngắn ấy, mà béo béo ấy. Thì cô hàng rau thì làm sao? Con biết rồi, con Phương vợ toàn thổ đúng không? Úi giời, gặp con đấy thì chết rồi. Tôi có biết ai vào mấy ai đâu, ơi. Vợ dặn ra như thế, nhưng mà nó là như thế này. Khổ quá đấy, vừa mới vào một cái mà làm cho tôi không mở mắt. Được rồi, chú cứ làm cái cô bán rau ấy, tôi tặng con Phương gì? Phương gì? Đây. Đây, bán rau. Đây. Rau đây. Ơ, à, bác Phô. Bác phải vào đây. Và đây, mua rau cho em đi. À, vâng. Mua rau cho em đi. Vâng. Rau nón nường ra này, tươi lắm đây này. Mà lại không có chút xong. À thế à? Này, rau. Cô nói thế nào chứ, rau bây giờ ấy, mà không phun thuốc sâu ấy, thì chỉ có loại cằn cỗi và già nua thôi. Rau cô xanh mơn mởn như thế này, không phun thuốc sâu, có mặt chuyện lạ. Ờ hay, thật đấy nhỉ. Em thề bác luôn, không bác nhấm thử thôi. À, thế bao nhiêu tiền một mớ? Rẻ thôi, 500 đồng. 500 đồng? Một cọng. Một cộng chứ có sao nữa đấy, tất cả tổng cộng em đếm kỹ lắm rồi, cả mớ này là 15.000. 15.000 đúng không? Đắt thế. Đắt gì? Rau người ta thì tươi ngon sạch thế này mình nó phải đến giá đấy chứ. Này cô thế... ơi,
Cô nói thế nào ấy chứ tôi nghĩ là có vừa giặt vừa là thì chăng nữa thì cũng chả sạch sẽ đến mức độ 15.000 một mớ rau như thế này. Thế bây ông thích bao nhiêu? Ôi ông thích bao nhiêu? Bà dặn mình là khoảng độ 5.000 mớ thôi. Này, tôi nghĩ chỉ khoảng 5.000 một mớ thôi. Biến đi, hão quá này. Biến, cứ biến đó. Đấy, đấy. Hàng rau mà nói với tôi đúng như thế, tôi lại không nghĩ rằng là ở ngoài chợ có những cái con người người ta bán hàng mà người ta như thế. Thế nhưng mà thôi tóm lại là thôi, thì mua rau thì nó cũng chỉ thế thôi, làm gì mà đến độ rách hết cả quần áo thế này. Rách thế này hết đâu, vào bà hàng thịt nó mới khổ chứ. Bà hàng thịt làm sao? Bà hàng thịt làm sao? Khổ, cô bán thịt rồi cô biết. Đây nhá, cô cứ làm bà bán thôi thịt rồi tôi vào cho. À. Đây, chú đứng ra ngoài mà xem. Chuyên môn thì còn gì nữa. Rồi, bác vào đây. Bác bảo đây thịt lợn em ngon lắm bác ơi. Hay bác ăn miếng mông em hay miếng gì bác? Dạ. Bác ăn mông đi em. Bác ăn mông em đi bác. Mông em ngon lắm bác ạ. À. Tôi chỉ mua thịt mông lợn thôi. Đúng rồi, thì em cũng bán mông lợn như mông lợn của em. Thì cô phải nói rõ ra chị, cô lại bảo bác mua mông dạ, em. Sao đi? Thế nào tôi ngại chết đi được. Bác. Ăn mông ngon lắm bác ạ, thì bác. Vâng. Mông hả? Mình mông bác. Rồi ngon lắm bác ơi. Ui, không có tí mỡ nào. Mỡ dày lắm cô ạ. À. Thế này mà cô bảo là không có tí mỡ. Siêu nạc của em mà bác lại bảo là mỡ dày như thế nào? Thôi, cho tôi mua chỗ khác đi. Hay bác lấy miếng bụng nhá. Miếng bụng à? Ừ, miếng bụng vậy. Miếng ba dọi đấy, miếng dọi gọi dọi đấy. À, thịt ba chỉ này. Ba chỉ đấy. Bèo nhèo bạc nhạc lắm, không ăn được. Bác ơi, hay là nếu mà cái này nó bạc nhạc ấy hay là bác lấy miếng vai nhá bác nhá. Vai nửa nạc nửa mỡ rất ngon bác ạ. Vai à? Xay cũng ngon mà rang cũng ngon. Nhưng mà bà nhất là làm chả mềm ấy lắm. Bà ấy dặn tôi là không mua thịt vai. Không mua thịt vai. Hay là lấy khấu đuôi bác nhá. Khấu đuôi nhá. Thôi nhà toàn người già lớn tuổi rồi. À bác ơi, bác ơi. Được rồi. Thế thì bác lấy má hay là lấy cổ nhá. Má hả? Ừ, má thế ngon à? Lắm. Nhưng má này má à? Ngon đấy. Ừ đấy, nhưng má nó được bên đây. Đấy, đấy bác thấy chưa? Sao lại cạo lông rối như thế này? Về nhà thì còn cạo làm sao được nữa. Ừ, này lão già, lão thích gì? Cả phản thịt này lão không mua được miếng nào à? Thế lão có định mua hay không thì lão bảo đây. Ừ này, hả? Này cô này, tôi mua mà. Mua thì mua đi. Khổ mua thì mua khẩn trương mà không mua đứng lên. Có biết này là cái gì không? Má cô đừng rơi dao vào người tôi. Nhưng mà cái vấn đề là... Mua cái gì? Mua miếng gì đây? Để tôi cái xem. Cái này thì chê, cái kia không chê, cái kia không chê. Muốn không? Muốn không hả? Kìa. Ôi, này, cô này. Thôi. Trộm một xiếc bây giờ. Thôi, khổ quá. Mua mới bán, ấm mà mờ. Này, kìa này, cô Mây, khổ quá. Đấy, đúng luôn, bà là người bán thịt ở chợ, bà diễn đúng như thế luôn. Ui dồi, mặc cái cô bán thịt ở chợ sáng nay cũng vác dao đuổi tôi sợ quá đấy. Xé hết cả áo đây này. Chưa hết đâu, đây này, xé hết cả áo cả ấy này. Tôi... rời hàng thịt hàng rau ra tôi vào đúng cái khu hàng khô bán hàng dép nó mới khổ chứ. Tôi vừa vào đến nơi thì có một ông chạy ra này. Bác có mua dép ở đây không? Bác mua dép đi, bác bảo mua dép đi. Không, tôi không. Đấy, tôi bảo tôi không mua, tôi đi chợ chỉ mua thịt mua rau thôi. Thì tôi vừa quay đi thì cô bên này lại bác mua dép đi rồi. Dép em dép xịn thế, dép em là toàn dép da cá sấu nhập khẩu từ Italia. Ông này lại sang này. Kia da của em cũng nhập khẩu từ Italia đấy. Bác mua cho em đi. Tôi bảo khổ quá, người giật bên này, người giằng bên kia. Tôi đi mua thịt mua rau, tôi có định mua dép đâu. Ông này bảo chứ, sao ông đi chợ ông đi bằng gì? Ông chợ ông đi bằng gì? Ông không đi bằng dép, ông đi bằng gì? Tôi đi bằng dép của tôi nhưng hôm nay ông phải mua dép của tôi, ông đến cửa hàng tôi ông phải mua dép của tôi. Bắt mua chứ. Thế bên này bảo chứ. À, ông mua của nó mà không mua của tôi là không được nhá. Nhẹ em đâu? Tôi xin các cô, khổ quá. Tôi có một thân một mình thôi mà một người rằng bên này, một người rằng bên kia thì tôi chịu làm sao nổi. Ông này ông bảo chứ. Này, ông đến cửa hàng tôi trước nhá. Ông nhìn dép của tôi trước nhá. Ông ngắm dép của tôi trước nhá. Khổ quá, tôi có ngắm nghiếc gì đâu. Chỉ vừa đi qua thôi mà. Đi qua mà ông không mua. Mà tôi thách thằng nào đi qua mà không mua của tôi nhá. Bên kia lại bảo chứ. Này, ông đừng có cái kiểu nhìn đẻo nhá. Ông nhìn hàng của tôi trước, vậy mà ông lại hỏi mua hàng của bên nó nhá. Khổ quá, nhưng mà tôi đã hỏi mua hàng đâu. Chỉ chúi túm tôi vào mà tôi không biết. Ông nhìn sang hàng của tôi, ông lại liếc sang hàng của tôi mà ông lại mua hàng của nó, thế là không được đâu nhá. Ông có mua không? Mọi người cầm cái này, túm này này, túm này. Đấy, túm này, túm này. Thế à? Túm này, túm này. Túm tôi bảo thôi. Bây giờ tôi không mua nó làm gì được tôi nào. Chú biết nào không? Nó bảo à, được rồi. Tao đố mày bước ra khỏi cái dãy hàng dép này nhá. Con này thì bảo chặn hết hai đầu cho chị. Thằng này mà bước ra anh què chân. Mà tôi khổ quá, tôi đi chợ hộ vợ tôi hôm nay thôi mà sao lại khổ thế này. Thôi bây giờ thế này, tôi xin các cô các chú là thôi tôi sẽ đồng ý mua. Thế cuối cùng là bác phải mua dép. Ừ, tôi bác đồng, phải mua. Tôi thế này tôi bảo tôi đồng ý mua thì ông lại đon đả ngay. Đấy, bác thế mới là người biết điều. Đấy, bác vào hàng em bác mua.
Mà bác mua ngay từ đầu đỡ có phải là lằng nhằng như thế không? Nào bác mua bao nhiêu? Mua đôi nào để em đưa cho bác. Bảo tôi mua một đôi, được rồi, bác thích đôi nào, đưa cho tôi. Thế là bên này bảo này, bác mua cho nó là không được đâu nhá. Bác mua bên đấy một đôi, bác cũng phải mua bên này một đôi. Tôi bảo khổ quá, tôi có một người thôi, làm sao lại đi chợ mà lại mua hai đôi dép. Thì là tôi bảo thôi bây giờ thế này nhá, thì tôi mua cho cô một chiếc, mua cho chú một chiếc. Bây giờ à? Mẹ, chú biết thế nào không? Nó tôi vừa nói phát là chú ấn đầu tôi đi. Nó bảo mày điên à? Thôi, em nói thật là thực ra thì hai cái nhà đấy nó cũng hàng cũng quá đáng. Thế nhưng mà em nói thật chứ, bác lại bảo là bác đi lên bác mua một đôi bên này, thế lại mua một đôi cho nhà bên này, thế thì còn lại chiếc còn lại thì người ta bán cho ai? Người ta đấy là đúng rồi. Không gì phải là mua một đôi mà tôi mua bên này cho chú ấy một chiếc, mua bên này cho cô ấy một chiếc, một chiếc vừa lòng cả hai người. Thế nhưng mà người ta còn thừa lại một chiếc kia thì bán cho đi. Mà bán cho ai? Thì tôi vừa nói đến đấy thì chú biết nào không? Chú nó như thế đấy, giờ người ăn giờ hơi vừa chị hơn mà đấy. Đấy, mua cái trò mà để đẻo thế à? Đúng như thế. Thế nữa đấy, đúng như thế luôn. Nó làm tôi tả tơi rơi rụng. Mà lúc về đến đây tôi còn thở không ra hơi nữa. Tôi không hiểu là cái thời đại này là thời đại gì mà ra chợ có nhiều người văn hóa thấp đến như thế. Thế rồi cho tôi ngồi cái. Đây đây. Đây. Bấm khiếp qua nhìn thấy bác diễn trắng hết cả mặt. Tôi không nghĩ rằng là có những người ở ngoài chợ người ta lại có cái lối hành xử như vậy. Đành rằng là người ta tăng giá theo cái thời giá hiện nay. Nhưng mà có nhiều người người ta cũng lợi dụng cái việc tăng giá để mà cứ nâng cao vòn vọt lên như thế này. Chết dân rồi chú ạ. Ôi giời ơi, nghe bác nói từ nãy giờ em mệt chết cả người. Chú cho tôi cốc nước. Bác ạ, thời thế nó phải thế thời. Bây giờ giá cả thị trường nó tăng, bọn em cũng phải theo thôi. Còn nếu như em không theo thì em bị thiệt. Mà thiệt thì thiệt thân em thì không thể nào chịu nổi bác ạ. Thôi, bác thông cảm. Chợ, giá cả chợ nó là như thế. Người đi chợ mình cũng phải chấp nhận thôi. Tôi biết, nhưng mà tăng giá là một chuyện, nhưng cái hành xử, cái ứng xử, cái văn hóa của cái người bán hàng với cái người mua hàng thì người ta lúc nào cũng kêu là khách hàng là thượng đế. Vậy mà họ làm bầm dập tím tái cả khách hàng như thế này thì còn thượng đế cái gì? Giá cao người ta mặc cả, người ta không đủ tiền mua thì người ta đi thì thôi, thế sao lại có cái kiểu mà người ta tôi biết mua. Là không phải là ở thành phố đâu, cũng có rất nhiều chợ ở vùng sâu vùng xa, họ cứ bắt chẹt cái người mua, thế rồi họ có những cái lối hành xử côn đồ. Tôi thấy như thế là không có văn hóa, không có văn minh. Thôi thôi bác ạ, thôi em xin phép bác cho em về em ngó qua gian hàng ấy. Chú cho tôi gửi tiền trà đá. Con này á, 50.000. Hả? Này, chú cũng đùa đấy chứ. Không đùa. Trà đá nó cũng phải tăng theo giá chợ chứ. Nói thế thôi, chú bơm chú vui tính. Trời ạ, công nước này là của tôi. Thôi, tôi mời cô, không phải trả tiền đâu. Thôi, cô cũng là người tiếp xúc với khách hàng ở ngoài chợ thường xuyên. Làm gì thì làm, bán hàng gì thì bán. Lần sau chúng tôi ra mua, đừng có chặt chém là được rồi. Thôi em chào hai bác em về ạ. Ừ, về nhá.